I don't think so. I think the opposite, and here's why. Nói vậy giống một đứa con nít, nó không có biết cái gì khác, nói con know better. Khi con đi làm á, con không có được nói vậy, biết không? Những cái gì mà mình vô chỗ làm mình không được nói, là mình ở nhà mình phải thực hành, không có nên nói những cái từ không có nice. Okay. Bò. Yeah, it's okay. Muốn ăn à? Ăn nó luôn à. It's okay, con gỡ bớt from the fruits, okay. Nó không phải là, nhưng mà mình rửa lại. Bây giờ continue đi. Con continue cái này đi. Okay. Ngồi xích vô. Nắng hay đỏ nó vô.